Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy đây phần khay sim của Honor 9 nó được đặt ở phía hông của máy như này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan phần khay sim của Honor 9, lỗi hỏng không nhận sim, nhận chập chờn nó cũng không, cần một địa chỉ thay mới khay sim cho Honor 9, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 750 99. Di động có cấp cho em có mọi loại linh kiện trên Honor 9 nói chung và phần khay sim của Honor 9 nói riêng thay mới với bạn. Quý bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cấp cho em, chúng tôi tiến hành thay mới với các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại di động có cấp cho em.